Nếu con muốn thuê phòng ở nhà tôi đó thì cô phải tuân theo những quy tắc mà tôi đưa ra ở trong phòng trọ này, bắt buộc thôi. Cô lại mày làm thì cô phải về nhà trước 22 giờ. Nếu mà 22 giờ 5 phút là tôi đóng cửa, là yêu cầu cô là ra ngoài khách sạn ngủ. Tiếp khách đó thì không được đưa những người khác giới tính vào trong phòng của cô ở. Thí dụ như là cô là nữ thì cô không được dẫn nam vào trong phòng, mà cô là nam thì cô không được dẫn nữ vào trong phòng. Và khách mà đến chơi với cô thì cũng phải ra về trước 20 giờ. Đúng 20 giờ 5 phút là tôi đuổi ra khỏi nhà nha. Đó là những quy tắc của tôi. Nếu mà cô thấy được thì chúng ta ký hợp đồng, mà cô không thấy được thì thôi. Dạ, con thấy những nguyên tắc này hết sức là đơn giản và con sẽ thực hiện hết sức nghiêm túc luôn, dì đừng có lo. Tôi không biết công việc của cô là cái gì, nhưng mà bắt buộc là phải tuân theo quy định và giờ giấc của tôi đưa ra. Nếu mà cô cảm thấy là quá phiền phức cái giờ giấc và cái công việc của cô thì cô có thể không mướn nhà tôi cũng được. Dạ không sao đâu dì, công việc của con chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ thôi, không ảnh hưởng gì giờ giấc mình về hết. Với lại dì biết không, con cũng không có nhiều bạn bè cho nên là không ai tới làm phiền nhà dì đâu. Ừ, đương nhiên thuê nhà thì rất là phiền phức, nhưng mà bởi vốn dĩ thì tôi không thích người lạ ra ra vô vô trong nhà của tôi như vậy. Rồi có rất nhiều kẻ gian, họ lợi dụng họ vô đây để họ tìm người quen trong đây. Rồi họ thấy tôi đẹp quá, tôi giàu quá, mà tôi đơn chiếc như vậy thì lợi dụng sàm sỡ tôi, hay là cướp, hay là giết tôi không chừng. Cái chuyện đó thì tin tức xảy ra mỗi ngày cho nên tôi rất là sợ. Còn nữa, ở trong nhà của tôi thì phải làm ơn vệ sinh sạch sẽ, đừng có bừa bãi, đừng có bày bừa ra mất vệ sinh, tôi không thích. Ở nhà của tôi là phải sạch, gọn, vệ sinh và đẹp. Còn nữa, trong một tháng nếu mà cô vắng nhà 15 ngày thì coi như mà không có lý do chính đáng và không trình báo cho tôi biết thì đơn phương chấm dứt hợp đồng, cô phải ra khỏi nhà của tôi. Dạ, con biết rồi, con sẽ thực hiện hết nghiêm túc những gì mà dì yêu cầu. Vậy thì ngày mai con dọn đồ qua hả dì? Cũng được. Nếu mà ngày mai cô dọn đồ qua ở thì cho tôi xin 6 tháng tiền cọc. Và trong thời gian mà cô ở mà cô vi phạm hợp đồng thì cô sẽ ra khỏi nhà của tôi và đương nhiên là mất luôn 6 tháng tiền cọc. Và tôi nói Tuân, dì Chính, đêm hôm qua đi đâu mà không về? Dạ tối qua con học bài bên nhà bạn, con sợ về trễ cho nên con không dám làm phiền dì Chính. Đó, khách ở nhà của tôi đó, qua 22 giờ là không dám về, phải ở nhà bạn đó, phải tuân thủ như vậy. Dạ, con biết rồi. Nè cô gái, nhìn bên phải nè. Nè bác gái, khách của bác gái hả? Sao mà đẹp dữ vậy trời? Trời, một bên là thiên đàng, còn bên đây ô vực thẳm. Ê, thẳm hay thiên đàng gì á, tháng tới là đóng tiền nhà đúng ngày đúng hẹn cho tôi nha. Biết rồi, cứ tháng nào cũng nói câu này, tháng này nói 14 lần rồi đó. Tại trễ hoài. Trời ơi, người ta giàu quá, người ta đổi cái quạt đi, quạt nó rụng lông hết rồi kìa. Thôi con đi nha. Cô gái ơi, cô gái, hy vọng là chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau. Biến đi. Dạ. Tiền không có mà ăn, mày đặt cô gái. Tôi tính đuổi nó đi mấy lần rồi á, nhưng mà tại vì thông cảm là sinh viên nghèo, nghĩ sao vậy, 6 năm thi đại học mà không đậu á, nó mới tồn tại được tới giờ này chứ không đuổi. Má mới về, má ơi con đói bụng quá, cho con ăn đi má. Hồi sáng này con quăng mấy cái quần áo trên giường á, má có giặt giùm con chưa? Rồi mốt má giặt á, má nhớ lựa kỹ nha, coi chừng đồ dơ, con mặc lộn đồ dơ là con không chịu đâu á. Dạ. Ai vậy má? Má đừng có cho người đẹp hơn con thuê nhà nha má. Trời đất ơi, sao mừng nhật tôi không à? À dì ơi, bây giờ con xin phép về rồi ngày mai con sẽ dọn đồ qua ha dì. Được. Dạ, con chào dì, con về. Trời ơi, như cái đồng hồ cát, ba dòng rõ rệt, đẹp gì đâu á, sao nhẹ nhàng ghê ta. Dầu sôi lửa bỏng cũng nhẹ nhàng, ai chửi ai mắng cũng nhẹ nhàng. Trời ơi, thậm chí mà bị đánh ghen rồi tạt acid vô mặt cũng nhẹ nhàng.
cha mẹ sinh đâu mà đứa con gái mà đẹp người đẹp nữa. Cả bồ với mình đẹp quá mà, đẹp người đẹp nết luôn, mà sanh nhầm cái dư thứ gì đâu không á, mần nhục mình không à. Bực bội, đúng là số mình khổ thiệt, hồng nhan bạc phận. Anh như biến thành người nhện, trong lòng nhiều tơ vương, nhớ em tốn nhiều calo, thế nên anh gầy chơ xương. Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mềm. Mẹ anh dặn anh đủ thứ nhưng mà quên dặn đừng say em. Trời ơi cái gì vậy? Hà cái gì vậy? Cái gì mà sức thiện thù lù vậy hả? Bà mà chết chắc bà ám người ta dữ lắm luôn á. Nè, cái miệng ông á, bớt khẩu nghiệp lại giùm tôi cái nha. Ủa mắc cười quá, tự nhiên tôi nhắc tới bà cái tự nhiên bà xuất hiện. Có chuyện thì tôi mới xuất hiện ở đây, chứ không thì sao mà tôi bắt được ông dễ dàng vậy được. Ủa mắc cười quá, bộ kiếp trước tôi nợ cái gì bà hả? Nè, không cần phải tính tới chuyện kiếp trước, kiếp này nè ông đang nợ tôi á, ông trả cho xong đi, mất công mình lấy dây dưa tới kiếp sau nữa. Ủa mắc cười quá à, nợ bà cái gì hả, ai làm chứng? Ờ thì tiền nước hàng tháng. Ê ê, cái vụ này tào lao vô duyên rồi nha. Tiền nước tiền điện đèn nhà ai nấy sáng, chứ mỗi tháng là nhà tôi lo mắc mớ gì liên quan tới bà. Ông đúng là cái người gọi là uống nước mà không có nhớ nguồn á, hiểu không? Ủa làm sao ông không có nhớ hả? Tôi là cái người âm thầm giúp ông làm ở quán bà Tư, xong rồi ông mới nhận được cái hợp đồng với mẹ tôi là được free tiền nước, sao ông không nhớ? Bây giờ bà đứng ra đây bà nói chuyện nha, bà đứng ra đây bà nói chuyện nè. Cái lúc đó tôi cũng làm bài tập giúp cho bà rồi còn gì nữa. Cái lúc đó, cái lúc mà ông nhận làm bài tập cho tôi á, là mẹ tôi chưa có nhận lời là free tiền nước cho ông. Thì giờ bà muốn gì bà nói đi, nói nhiều quá. Tại vì á, dạo này tôi nghe giang hồ đồn á, là ông có hai cái vé xem ca nhạc cuối tuần, có không? Cái gì? Idol, Việt Nam Idol, Idol cho bà biết. Thì Phong Long vậy mà. Nè, rồi bà muốn lấy hai tấm vé đó đúng không? Tôi chỉ muốn ông tặng cho tôi thôi à. Ê, bà đừng có ỷ bà là con gái rồi bà muốn nói gì bà nói, bà muốn đòi gì bà đòi nha. Hả, bà có tin? Tin gì? Là tôi tán vô cái mái tóc hề của bà một cái là má bà nhìn bà không ra không? Tôi thách ông đụng vô tóc của tôi lần nữa đó, mẹ tôi không để yên cho ông đâu. Mà tôi nói nào ngay là cái vé đó tôi cũng dành giật, tôi dành dụm dữ lắm luôn, tôi mới có được hai vé để đi xem với crush của tôi á, bạn gái á. Ồ, bạn gái luôn hả? Ờ, bạn thôi, còn là gái rồi từ từ người ta mới đầu tư rồi người ta xây dựng tổ ấm rồi mới thành mái ấm gia đình rồi mới thành người yêu. Giờ tôi không quan tâm á, một là tôi phải có được tấm vé, còn hai á là tấm vé nó phải nằm trong tay tôi, còn ba nữa là sao? Cái chuyện mà ông làm nội gián cho bà Tư với mẹ tôi sẽ bị bại lộ, vậy thôi. Ừ, cái đồ được nước cái làm tới hả, cái đồ uống nước nhớ quả trồng cây ăn dai khế trả nguồn à, bậy rồi. Cái đồ quà được đằng chân lân đằng đầu. Nhỏ này mà không phải con em chứ con em tán với tao mặt nó tức quá mà. Em ơi, hay là hôm nay mình đi nhậu với khu cá lóc đi, cho cuộc tình của mình nó mặn mà. Đừng đi coi ca nhạc, nó nhạt lắm. Không được, nếu mà mình nói như vậy lỡ nó điên lên nó tán một cái là nó chia tay đi anh. Không được, không ổn. Hay là em ơi, hôm nay anh nghĩ là trời mưa to gió lớn, mình đừng đi có ca nhạc nguy hiểm lắm, nó không hay cho tính mạng của em. Cũng không được luôn, lỡ hôm đó trời trăng thanh gió mát rồi nó đòi đi có ca nhạc, ông nội mình cũng không có vé để cho nó đi coi nữa. Ông Tuân hả? Hả gì? Cái gì? Bị khùng hả? Làm gì vậy? Đứng làm bèm hoài à? Trả đây nè, tôi yêu cầu họp hội đồng quản trị đi. Nói gì vậy? Tôi không có đồng ý với lại cái phong cách làm việc của chị. Chị cái gì? Serena của anh chị. Tôi nói thiệt, phục vụ là phục vụ mà đúng, tạp vụ là tạp vụ. Tôi vô đây để tôi làm phục vụ chứ không phải tôi làm tạp vụ. Anh mà cãi tôi nữa là tôi mét gì Tư đó. Trời, nè, bà hù tôi hả?
hù cái gì, tôi nói thiệt. Tôi nói cho anh biết, những cái quyền hạn của anh trong quán này không có trên ai hết, tức là anh dưới dạng người lận, anh hiểu không? Xin lỗi nha bà mét đi, rồi tôi cũng sẽ nói gì Tư rằng hả, là bà lo mê chơi, bà không lo làm việc. Xin lỗi bà lúc đó rồi hả, bà gì gì Tư hả, tin ai? Tôi chắc chắn là tôi tin gì Tư rồi đó. Tôi cũng tin gì Tư, là gì Tư sẽ tin tôi đó. Tôi trời. Chào chị. Nè anh ơi, đây có món chị gì? Chị mặc đồ đen, chị uống cà phê đen đi. Ê, hả? Chị dạ hay là chị ủa không có chị, mặt trẻ quá, mặt trẻ quá cô bé. Serena nghĩ là da mặt của em đẹp á, thì mình trời nóng mình nên uống nước trái cây đi. Đúng để rồi. Bổ sung vitamin đúng không? Ở đây có cái gì tươi tươi không chị? Có mảng cầu nè, ăn không? Có nước trái cây tươi không à? Chị... quán là lúc nào cũng có trái cây tươi hết. Đúng rồi. Mới nhập uống nha. Cho em ly sinh tố đu đủ nha. Dạ, yeah, ok. Bắt tay em cái, trời dễ thương quá nha. Vô làm nước đi. Gì? Đi vô làm nước. Tôi làm hả? Tôi order thôi mà. Cảm ơn chị. Gọi mình là Serena nha. Dạ. Đu đủ hả? Kiếm cái gì vậy? Đu đủ. Trời, kiếm cái gì vậy? Đu đủ. Ngoài đó kìa. Đâu? Trời ơi. Cái gì vậy? Ý tôi nói là ngoài đó để chân thôi. Đâu, đu đủ đâu? Đây nè, nè. Đâu? Nè, lấy lên gọt đi. Không được đâu, cái này nó héo heo à. Không héo vậy? Cái gì mà héo, đồ tươi đó. Đồ tươi cái gì, ở ngoài kia mới tươi mà. Ngoài này là tươi bữa nay, cái đó tươi cũng không quá. Cái đó người ta trong thuật ngữ người ta gọi là hả, là không là lừa gạt đó. Lừa gạt cái gì lừa gạt? Trong cái thuật ngữ kinh doanh mình gọi đó là chồm lông cháu phụng, hiểu không? Chồm lông cháu phụng hả? Đúng rồi, mình hiểu không? Cái đó là cái cách để mình, phương thức để mình thể hiện thôi, chứ thật ra nó cũng cũng như nhau thôi, hiểu không? Ê, nhanh lên. Nè, cầm chế đồ đủ đi. Rồi đi đâu? Ông làm nước đi. Tôi có công việc, tôi đi chút xíu. Nè, bây giờ bà pha nước đi. Nha. Ê nè. Chị. Đi, ngồi chơi nha. Ủa? Lại. Nè, rồi đi đâu? Nhưng mà ông là tạp vụ mà, nó phải tôi.